Kinh ngày 9 tháng 6 bác khuyến cáo của Tokyo vài giờ sau khi chính phủ Nhật phản đối việc một chiến hạm Trung Quốc tiến gần tới một nhóm đảo ở biển Hoa Đông do Nhật kiểm soát. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói quần đảo Điếu Ngư Nhật gọi là Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc và hải quân nước này có quyền hoạt động trong vùng biển đó. Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đã triệu đại sứ Trung Quốc lúc 2 giờ sáng giờ địa phương để bày tỏ quan ngại sâu sắc và đưa ra khẳng nghị. Nhật nói tàu Trung Quốc đã đi vào một khu vực được bảo vệ ở mạng đông bắc đảo Cuba, một phần thuộc quần đảo Senkaku, và lưu lại đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, tuyên bố Nhật sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku bằng mọi phương tiện và tố cáo hành động của Trung Quốc là nghiêm trọng, đơn phương làm leo thang căng thẳng. Các giới chức Nhật cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ thị các giới chức hữu quan phối hợp với Mỹ và các nước khác về vụ việc. Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận rằng dựa trên hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Nhật, thì Mỹ có bổn phận giúp đỡ Nhật Bản trong trường hợp quần đảo có tranh chấp Senkaku bị tấn công.